cái cái màu cái màu rất là đẹp luôn á đó. Dạ, em rất hài lòng rồi. Rồi cảm ơn chị ha. Dạ. À, chúc chị luôn luôn làm xinh đẹp này, may mắn và càng ngày càng trẻ. Dạ, thôi bây giờ thì cho em hỏi thăm chút xíu về khách hàng trước nha. Chị ơi thì không biết là nhà của mình qua bên cơ sở bên em có xa không? Dạ, cũng cỡ 7-8 cây. Dạ, nhưng mà chị sao mà biết đến bên em để mà qua mình làm đẹp vậy chị? Do em cũng xem nhiều đúng không? Xem nhưng nhiều mà khi mà với lại cũng có những người quen làm bên này rồi giới thiệu hả? Dạ. Rồi bây giờ chị cho phép em chuốt cái chân mày của mình nha, không có gì luôn hết trơn á. Trời ơi, mình làm đẹp rồi chị. Hồi nãy là mình lựa chọn màu môi á, thì sau khi mà làm xong chị thấy có giống cái màu mình chọn ban đầu không? Dạ giống rồi. Rồi cả nhà mình nhìn nha, cái màu môi rất là đẹp luôn, rất là xinh luôn, không có gì luôn hết chị ơi. Còn với chân mày là nay qua làm combo mày môi đúng không? Dạ chân mày là em đi dặm lại. Thích làm môi. Rồi. Rồi em đăng ký làm luôn. Dạ rồi cho em xin phép chuốt chân mày của mình nha. Đây là cái chân mày siêu sợi mà em nói với cả nhà đây nè. Rất là đẹp luôn nha cả nhà nha. Đó, từng cái sợi nó đang xen với nhau nè. Mày là chị làm dịch vụ công nghệ điêu khắc shading collagen ha cả nhà. Còn đối với lại là làm luôn. Môi thì chị sử dụng công nghệ là cái môi tế bào gốc. Có rất là nhiều khách hàng đang làm dịch vụ tại Viện Thẩm mỹ Quốc tế Linh Anh, mọi người có thể nhìn qua ha. Trong quá trình khi mà mọi người làm dịch vụ tại Viện Thẩm mỹ Quốc tế Linh Anh thì đều có chị. Cho em hỏi là trước khi mà mình làm môi á, thì với cái môi mọc của mình á, thì chị có gặp những cái khó khăn gì không, giống như là mình mất tự tin hay như thế nào á? Môi em cũng bị thâm nên nên em cũng muốn làm cho nó để nó sáng khuôn mặt hơn. Đúng rồi, kiểu giống như là mình không có thời gian mình dặm môi miết đúng không chị ha? Với lại là khi mà làm môi như thế này chắc chắn sẽ tiết kiệm được thời gian nè. Không cần phải tốn tiền son nè, đó là tiết kiệm rất kinh tế rất là nhiều luôn. Nhưng mà trước khi làm môi có sợ đau, có chịu gì không? Thì lúc đầu cũng sợ nhưng mà đến lúc làm không thấy gì hết. Không thấy gì đúng không? Cảm thấy bình thường không? Thoải mái đúng không? Rồi em cảm ơn chị rất là nhiều nha. Chúc là với cái dáng chân mày này với lại cái đôi môi này thì mình sẽ thiệt là xinh đẹp đón Tết nè, sắp tới Tết rồi. Với lại sẽ càng ngày càng thành công trong cuộc sống nha. Rồi, em cảm ơn chị ạ. Rồi cảm ơn bác Tết lên nằm nha. Cảm ơn chị nhiều.